Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Từ ngày hôm nay, huyện đảo Phú Quốc đưa vào hoạt động mô hình taxi cảm ứng V-Radar để phục vụ khách du lịch và người dân địa phương. V-Radar là sản phẩm công nghệ do nhà mạng Vinaphone kết hợp cùng công ty công nghệ chuyên về các giải pháp giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai độc quyền cho thương hiệu taxi Phú Quốc. Theo đó, chỉ cần kết nối Wi-Fi hoặc 3G, khi chạm vào biểu tượng của ứng dụng V-Radar được cài sẵn trên smartphone, người sử dụng có thể dễ dàng định vị và quan sát được số lượng xe taxi Phú Quốc đang ở xung quanh. Từ đó, người dùng kết nối với tài xế gần nhất mà không phải chờ đợi lâu, không cần phải nhớ số tổng đài và tốn cước phí cho cuộc gọi xe. Sau khi thao tác chọn điểm đi và điểm đến, thì V-Radar sẽ giúp ước lượng khoảng cách lộ trình cùng cước phí. Taxi Phú Quốc sẽ áp dụng giảm giá thêm 5% nếu khách hàng đặt taxi bằng ứng dụng V-Radar. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tập trung thanh tra xử lý vi phạm ngay tại khu vực bốc xếp hàng hóa, cảng, bến, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi thi công các công trình giao thông. Trong quá trình thanh tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, nếu phát hiện các vi phạm khác như vi phạm về kích thước thùng xe, điều kiện an toàn của các phương tiện, lái xe, thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, tăng cường thanh kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và chống tiêu cực trong lực lượng, phối hợp với lực lượng của Bộ Công an tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm chở hàng quá tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ. Vietnam Airlines đã chính thức khai thác trở lại các chuyến bay đến và đi từ cảng hàng không Pleiku Gia Lai sau khi sân bay này được mở cửa trở lại. Theo đó, đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đến Pleiku từ ngày 1 tháng 9 đến 14 tháng 9, hãng sẽ khai thác một chuyến một ngày. Từ ngày 15 tháng 9 đến 24 tháng 10, khai thác 3 chuyến một ngày. Còn trên đường bay Hà Nội Pleiku, từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 9, khai thác 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và Chủ nhật. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10, khai thác 1 chuyến một ngày. Nhân dịp khai thác lại các đường bay nói trên, Vietnam Airlines triển khai các mức giá ưu đãi hấp dẫn như Thành phố Hồ Chí Minh Pleiku giá 399.000 đồng một chiều, Hà Nội Pleiku giá bán 799.000 đồng một chiều. Các mức giá trên có hiệu lực xuất vé và khởi hành trong giai đoạn từ mùng 1 đến 30 tháng 9. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư để thông xe toàn tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn trong năm 2015. Đường Mỹ Phước Tân Vạn có tổng chiều dài 30 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư theo phê duyệt ban đầu là 3.500 tỷ đồng theo hình thức BOT. Đây là trục giao thông quan trọng thứ hai cùng với quốc lộ 13 kết nối hầu hết các trung tâm đô thị của Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt đường Mỹ Phước Tân Vạn còn trùng với một phần của tuyến đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng một tuyến metro dọc tuyến đường này để kết nối với hệ thống metro của Thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao thông Suối Tiên, quận 9. Trái với lo ngại về tình trạng ùn tắc trong ngày 2 tháng 9 khi mọi người đổ dồn về khu vực trung tâm thành phố Hà Nội để xem diễu binh, thì giao thông ngày hôm nay khá thuận lợi, thậm chí người dân có thể đi lại thoải mái hơn ngày thường khi các con đường cửa ngõ trở nên thông thoáng hơn. Nếu như những ngày thường tại các nút giao thông cửa ngõ thủ đô Hà Nội như ngã ba đường dẫn cầu Thanh Trì nối với quốc lộ 5, đường Pháp Vân Cầu Rẽ, Nguyễn Trãi Hà Đông, mật độ tham gia giao thông đông đúc, thậm chí là bị ùn tắc đến hơn 8 giờ, thì ngay đầu giờ sáng ngày hôm nay, lượng phương tiện đi lại đã giảm rất nhiều, giao thông được đảm bảo thông suốt. Các gia đình chủ yếu sử dụng xe con để vào trung tâm xem diễu binh hay đến các điểm mua sắm, xe tải và xe khách gần như vắng bóng. Càng vào khu vực có đoàn diễu binh đi qua thì mật độ phương tiện càng gia tăng. Tuy nhiên không xảy ra ùn tắc do có sự chủ động điều tiết từ lực lượng chức năng. Tuy nhiên đến khoảng 9 giờ sáng sau khi lễ diễu binh kết thúc, việc đi lại khá lộn xộn khi dòng người tràn xuống đường di chuyển xen lẫn với xe máy và ô tô. Từ 6 giờ ngày 2 tháng 9, hàng nghìn xe máy từ các ngã đổ về khu vực tiếp nối với đường Thùy Vân và Hạ Long, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Với sự dẫn dắt của chim mồi, chuyên dẫn đoàn xe đi bão, nhiều dân chơi nhanh chóng dừng lại ở bãi đáp chờ cuộc thư hùng của các quái xế. Sau nhiều tiếng rú ga, bốc đầu thị uy của nhóm chủ nhà Vũng Tàu, các quái xế đến từ Đồng Nai, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh từ trong biển người len lỏi ra nhận lời thách đấu.
ngoài những chiếc xe máy loại thường được độ lại, đường đua sáng nay có cả những chiếc cọp, xe đua ăn tiền. Cả khu vực huyên náo bởi tiếng nẹt vô, mùi khói xe khét lẹt. Khi có đủ mặt anh hào của các nhóm, nam thanh niên mặc áo trắng đứng ra làm trọng tài với mỗi lượt đua hai chiếc. Hai quái xế đầu trần sau khi nghe tín hiệu 1, 2, 3 bắt đầu rú ga, bốc đầu lao xé gió về phía trước. Hàng nghìn người bên đường hò reo đầy phấn khích, nhiều người để sẵn điện thoại ở chế độ quay phim. Đáng chú ý, cũng trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm trước, hàng trăm quái xế từ nhiều nơi đổ về thành phố biển Vũng Tàu, thư hùng tranh tài xuyên đêm. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lập biên bản và tạm giữ hơn 200 xe máy lạng lách đánh võng, thay đổi kết cấu hình dáng ban đầu của xe. Sau khi Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá hai đường dây mua bán logo xe vua ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tài xế xe tải đã tự tay tháo gỡ các logo dán trên xe để tránh bị chú ý. Liên quan đến hai đường dây bán logo xe vua cho các loại xe tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận mà Bộ Công an vừa triệt phá. Trên các trục đường chính ở thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, tình trạng xe tải dán logo đã giảm một cách bất ngờ. Theo tiết lộ của giới tài xế xe tải, sau khi hai đường dây bán logo bị công an sờ gáy, các đầu nậu chuyên cung cấp logo Gara Thành Đô đã nhắn tin cho cánh tài xế yêu cầu tạm thời gỡ bỏ logo Gara Thành Đô ở đầu xe để tình trạng tạm lắng xuống. Nhiều tài xế cũng nhận được lời khuyên nên chạy xe đúng quy định, chở đúng tải trong thời gian này vì công an đang siết chặt. Tuy nhiên, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 vẫn xuất hiện các xe tải dán nhiều logo lạ như Hồng Loan, Trường Lợi, Tam Kỳ. Theo một số tài xế đang nằm nghỉ trên cabin xe cho biết, chỉ chạy thuê cho chủ, còn logo là do chủ gắn nên hoàn toàn không biết ý nghĩa. Tuy nhiên, tài xế này cũng thừa nhận việc dán logo trước đầu xe sẽ được cảnh sát giao thông ưu ái hơn khi kiểm tra và xử phạt. Nằm sâu 21m dưới mặt đất, 4 tầng ngầm với những đường tàu chạy và trung tâm thương mại, cả một khu phố ngầm hiện đại kéo dài từ nhà ga trung tâm Bến Thành đến nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn đem lại diện mạo mới cho thành phố mang tên Bác. Như vậy, khi hoàn thành, ngay phía dưới chợ Bến Thành sẽ có cả một khu phố ngầm với trung tâm thương mại hiện đại. Khu phố ngầm này kéo dài khoảng 800m từ chợ Bến Thành đến tận nhà hát thành phố. Bên cạnh đó, nhà ga trung tâm là tổ hợp của 4 tuyến metro đi ngang qua. Trong đó, tuyến số 1 đã triển khai xây dựng, tuyến số 2 đang xúc tiến triển khai. Tại các nhà ga ngầm có 4 tầng và dù nhà ga ngầm có độ sâu 40m, nhưng hành khách đi lại đều thuận lợi vì có các thang cuốn cho hành khách lên và xuống, có thang máy cho người khuyết tật, người cao tuổi và hành khách có con nhỏ đi lại thuận tiện. Tại mỗi ga sẽ bố trí máy bán vé tự động để hành khách ngồi xe lăn có thể sử dụng được. Đồng thời, có hệ thống thông tin chỉ dẫn cửa ra vào metro cho người khiếm thị, có bảng thông tin cho hành khách dễ dàng sử dụng. Tổ hợp nhà ga, trung tâm thương mại được đánh giá là công trình phức tạp nhất, đồng thời cũng sẽ là điểm nhấn quan trọng trong sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Theo tính toán của các nhà đầu tư Nhật Bản, dự kiến thời gian thu lại chi phí đầu tư là khoảng 10-11 năm. Từ đầu tháng 9, toàn bộ hệ thống bán vé của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã được chuyển đổi, cho phép hành khách mua vé điện tử. Mặc dù còn gặp một số sự cố, nhưng trong ngày đầu tiên triển khai, số vé quản lý qua hệ thống điện tử được bán ra đạt gần 20.350 vé. Trong số này, lượng vé được bán trực tiếp tại ga vẫn chiếm phần lớn, hơn 19.000 vé, song cũng đã có gần 600 vé được bán qua mạng Internet. Do là ngày đầu triển khai nên còn một số vướng mắc như thư ký bán vé và nhân viên soát vé bằng thiết bị cầm tay còn chậm khi thao tác. Một số vé bán chưa xuất được hóa đơn. Tuy nhiên, đến cuối ngày, các vé này đã xuất được hóa đơn như bình thường và hành khách có thể tra cứu bằng cách nhập mã vé, ghi trên thẻ lên tàu và in hóa đơn. Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ 1 giờ ngày 1 tháng 9, hệ thống vé tàu điện tử giai đoạn 1 đã dừng hoạt động để chuyển đổi sang giai đoạn 2. Đến 7 giờ cùng ngày, Tổng công ty đã hoàn thành việc cài đặt phiên bản mới, đưa hệ thống vé tàu điện tử và hóa đơn điện tử vào hoạt động. Được biết, dự án xây dựng hệ thống bán vé điện tử của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT triển khai thực hiện từ cuối năm 2014, được chia làm 3 giai đoạn và triển khai trong vòng 7 năm. Mặc dù tình hình tai nạn giao thông trên cả nước trong 8 tháng đầu năm đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ của năm trước.
Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, mà nguyên nhân chủ yếu được xác định là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Câu chuyện giao thông của ngày hôm nay được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai sẽ cho thấy phần nào của thực trạng này. 33 vụ tai nạn giao thông làm chết 32 người và bị thương 20 người. Đây là số liệu tai nạn giao thông xảy ra trong 8 tháng đầu năm nay tại tỉnh Đồng Nai. Điều này cũng cho thấy tai nạn giao thông tại tỉnh Đồng Nai có những diễn biến hết sức phức tạp, khi toàn tỉnh tăng 5 vụ, tăng 8 người chết và tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ 2014. Trong đó, thành phố Biên Hòa là địa phương xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất. Qua phân tích các vụ tai nạn, nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là lỗi chủ quan và ý thức của người điều khiển phương tiện giao thông. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua chủ yếu là các nguyên nhân do người điều khiển vi phạm về tốc độ và đi không đúng phần đường làn đường quy định và chuyển hướng không có tín hiệu và sử dụng rượu bia khi điều khiển xe. Tuy nhiên trên thực tế còn có những lý do khác dễ làm phát sinh tai nạn giao thông. Người tham gia giao thông rất khó có thể tránh khỏi tai nạn giao thông khi phải đi qua những cung đường như thế này. Hàng chục năm nay, con đường Bùi Văn Hòa và Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa vẫn giữ nguyên hiện trạng mặt đường chật chội, ùn ứ giao thông mỗi ngày ít nhất 3 lần. Như vậy thì rất khó để người tham gia giao thông đi đúng làn đường theo quy định và khó tránh khỏi các vụ va chạm tai nạn giao thông. Theo tôi thì vào giờ cao điểm ở đây thì mật độ giao thông lớn cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng nhà nước chúng ta sẽ mở những con đường nhánh để giải tỏa bớt cái lượng xe mà cho lưu thông trên quốc lộ đường Phạm Văn Thuận này cho nó bớt đi để các phương tiện đi vào các đường nhánh nó sẽ tiện lợi hơn và đỡ gây ùn tắc hơn. Những cơn mưa lớn trong những ngày qua càng khiến giao thông khu vực khó khăn. Trận mưa lớn ngày 25 tháng 8 vừa qua đã làm ngập nhiều tuyến đường như Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, Hưng Đạo Vương, đường 30 tháng 4, Phạm Văn Thuận, quốc lộ 51, Huỳnh Văn Nghệ, khiến hàng loạt xe mô tô chết máy, một số tuyến đường bị ùn tắc cục bộ. Ở đây nói chung là chưa phải là lụt, mỗi một trận mưa là nó đã ngập như thế này. Mà năm nay là lần này hình như lần thứ 3 hay thứ 4 gì đấy. Là mỗi một lần là mưa là chỉ cần mưa to. Bây giờ đó trời ngoài trời đã tạnh rồi nhưng mà nước ngập. Đây là tôi đang đứng ở sân ngay phòng khám nhà tôi. Thế nên nước đã ngập lên đến gối rồi. Trên Nguyễn Cảnh thì ở cái khu vực khu phố 1 Long Bình Tân ấy, thì nó cũng bị tình trạng này ngập lụt như này là mất rất là nhiều năm rồi. Cứ mỗi năm mùa mưa tới ấy, thì cũng phải rất là nhiều lần. Mà mỗi lần mưa lớn, đặc biệt là mưa lớn ở trên khu công nghiệp 2 Biên Hòa về ấy, thì trường là thường bị ngập như thế này. Từ đầu mùa mưa năm 2015 cho đến bây giờ. Hay mới đây nhất, vụ xe tải đầu kéo bị lật nghiêng trên quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Long Khánh do mặt đường chênh lệch là một ví dụ về điều kiện hạ tầng giao thông không đảm bảo. Như vậy, cùng với ý thức hạn chế của người tham gia giao thông thì kết cấu hạ tầng giao thông chưa đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông cũng là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Bản tin giao thông an toàn ngày 2 tháng 9 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.